quả chữa bệnh nó ra sao ạ? Bệnh nhân mà đến mình chữa bệnh đó, chẳng hạn như trường hợp mà bị tai biến mạch máu não thì mình phải xác định rõ ràng người ta bị là nhũng não hay xuất huyết não, tùy theo rồi mình mới điều trị. Chẳng hạn như những người mà bị tai biến mạch máu não mà người ta bị xuất huyết não kèm theo cái triệu chứng của tim mạch á, thì mình bấm huyệt thì cũng được, nhưng mà hiệu quả nó kém hơn những trường hợp huyết áp cao, những trường hợp mà nó bị sơ vỡ động mạch đó, thì cái tim mạch đó là nó hiệu quả kém hơn. Có những cái trường hợp mà bệnh nhân hai người khiêng vô, bệnh nhân vô chỉ trong vòng một vài động tác 30 phút là bệnh nhân đã phải đứng ra rồi đi về. Thì cái chuyện đó tôi đã từng làm và tôi hành nghề tại bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn. Ở đó thì tôi làm trưởng khoa đông y của bệnh viện Hóc Môn. Tôi công tác ở đó ròng rã là 33 năm. Tôi nguyên trưởng khoa ở đó. Còn hiện tại bây giờ thì tôi nắm chủ tịch hội đông y Hóc Môn. Vậy là cái bề dày về đông y rất là lâu năm. Còn ngày xưa thì tôi học chung với thầy Châu. Cũng bạn học đương y khóa 1 chung với thầy Châu. Vào những năm 86, 89 học chung với nhau. Thì cách bà lịch dạy như thế nào thầy có thể cho biết được không ạ? Bà lịch dạy thì cũng tùy theo người bà dạy, chứ không có người nào dạy giống người nào hết. Thấy người nào bà thấy được thì bà dạy kiểu khác, còn mà người nào mà thấy bà không thích thì bà dạy kiểu khác. Thành ra cách dạy đó không có ai giống ai hết. Dạ. Và lúc dạy bà có giải thích cái cơ sở khoa học hay là bà có giải thích để cho mình hiểu cái mình đang làm gì không? Có những trường hợp thì bà giải thích, có những trường hợp bà không giải thích. Nhưng mà về sâu về chuyên môn quá thì bà không giải thích được. Bà chỉ làm và là biết là hết bệnh thôi. Thì bà lịch có thể chữa được những chứng gì thế này? Bà lịch thì có những cái bệnh mà bà lịch có thể chữa được, như bệnh câm, điếc, xỉn, ông xù, bú cổ, tai biến mạch máu não, điếc chưa rõ nguyên nhân. Thì bà giải thích là thông tắc bất thông, mà thông tắc bất thông thì cái chỗ đó nó bị nghẽn lại, thì mình bấm huyệt, mình đưa một cái lượng là khí huyết mình đưa vào đó thì nó lưu thông được, thì đương nhiên là nó hết, có vậy thôi. Hôm nay là một cái buổi rất là may mắn, là nói về cái nguồn gốc lịch sử của bà Quỳnh Thị Lịch. Bây giờ thì sau này thì có thầy Châu thì phát triển lên, thấy cái bấm huyệt thập chỉ liên tâm này thì nó là một cái tiếng vang lớn cho cái bấm huyệt ngày xưa của bà Lịch. Hồi xưa thì cũng có chữa bệnh hiệu quả nhưng mà không giải thích được tại sao nó như vậy, tại sao mà nó hết, không hiểu được. Nhưng mà bây giờ mình kết hợp cái cơ sở y mau mạch, từ đó mình có cái cơ sở rồi thì mình giải thích nó dễ dàng hơn và thuyết phục hơn, bệnh nhân tin tưởng hơn và chịu khó hợp tác với mình chữa bệnh hơn. Vì sao mà thầy biết cái phương pháp của bà Lịch tác động tốt như vậy mà lâu lắm rồi mà sao thầy lại không có phổ biến ạ? Thật ra thì không phải tôi giấu nghề, nhưng mà thì lực bất tòng tâm. Tại vì một mình không có làm được gì hết, cần có nhiều người rồi mới làm được. Ta nói một cây làm chẳng nên non, ba cây dựng lại mới nên hòn núi cao. Mà ba cây tôi có một cây rồi mà còn hai cây tôi kiếm chưa ra. Bây giờ đây có cây châu rồi, có cây châu rồi. Vâng, ở đây có mấy cây thì thầy có đó. Muốn chụp không ạ? Đó, thì tôi cũng muốn hợp tác. Thì cùng nhau mà dìu dắt nhau để mục đích yêu cầu là phục vụ bệnh nhân. Vỗ tay. Phải nói mặc dù tôi là người tiếp cận cái phương pháp bà Quỳnh Thị Lịch mới trong vòng 4 năm thôi, mà đã được phát triển ra khắp cả nước và đã xác định được cái cơ sở khoa học của phương pháp thập chỉ đạo của bà Quỳnh Thị Lịch. Nó chính là cái phương pháp của y mau mạch, La Medicine de Cabilère. Và từ khi mà phát hiện được cơ sở khoa học của
phương pháp của bà Bùi Thị Lịch đó, thì ngoài cái chuyện phát triển khắp nước thì phương pháp đã được là truyền bá ra khắp thế giới. Quan nghênh nhiệt liệt cái sự mà của thầy Châu đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp y học, trong đó là thập chỉ liên tâm rất nhiều. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.